Xin chào tất cả các em. Cô rất vui vì gặp lại các em trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề vô cùng thú vị, đó là phonetics, là phát âm. Với phần này thì trong video đầu tiên, cô và các em sẽ cùng đi qua phần lý thuyết để cùng nhau tìm hiểu về cách phát âm của các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần theory, lý thuyết về cách phát âm của consonants. Consonant là phụ âm. Phụ âm đầu tiên mà cô muốn giới thiệu cho các em đó là phụ âm C. C thường được phát âm bằng nhiều âm khác nhau, ví dụ như là S, K, Sh, Ch. Đó là bốn cái phát âm của từ C. Vậy thì khi nào được phát âm bằng cách nào thì cô sẽ hướng dẫn các em ngay sau đây thôi. C sẽ được phát âm là S khi đằng sau nó là E, I hoặc I dài, ví dụ như trong từ Sent, Sell, City, Recycle. Tiếp theo, C sẽ được phát âm là K khi đi sau bất cứ từ nào ngoại trừ nó được kết thúc bằng E, I và I, ví dụ như là come, caught, picture. C sẽ được phát âm là sh như là official hay là delicious. C sẽ được phát âm là j. Sorry, C sẽ được phát âm là sh như là shallow, concerto. Ok, tiếp theo đến âm G. G thường được phát âm là G khi nó đi sau bất cứ từ nào như là E, I, I. G sẽ được đọc là J khi đi sau nó là E, I, I và tận cùng là G, E của một từ, ví dụ như là village, gym, giant, gentle. Ngoại lệ, G sẽ được đọc là G như là từ get hay là tiger. Tiếp tục, G trong ng. Khi mà ng đứng cuối một từ hoặc một gốc từ thì ng tức là G là âm câm, ví dụ như là sing, running. Ở đây chúng ta cũng có ngoại lệ cần phải lưu ý trong từ get, girls hay là geese. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm N. N thường được phát âm là N. N cũng được phát âm là N khi nó đứng trước các cái mẫu mang âm đó là K hay là G, ví dụ như là uncle, drink, English. Q thì nó phát âm là Q trong từ quite, quick, require. Đôi khi Q được phát âm là K trong từ key hay là antique, hay là trong từ liquor hoặc là từ queue. Tiếp tục đến âm tiếp theo là t. Tờ thường được phát âm là t. Tờ đứng trước u được phát âm là t, ví dụ như là picture, century hoặc một số từ như là question, suggestion. T hay là tờ được phát âm là ch trong các từ như là notion, potential. Âm tiếp theo, phụ âm tiếp theo mà chúng ta nhắc đến đây là TH. TH thường phát âm là đây là âm vô thanh. Còn một cách khác nó được phát âm là âm hữu thanh là trong từ they, this. Tiếp tục đến GH và PH thì hai từ này thường được phát âm là trong từ cough, phone, photo. F là một âm khá dễ cho tiếng Anh. F thì thường được phát âm là F. Ngoài ra cũng được phát âm là trong từ of. Đây là một trường đặc biệt. Tiếp tục đến từ CH. CH được phát âm là ch trong từ watch, catch hay là teach. CH được phát âm là k trong các từ như là Christmas, school, chemistry, chorus. Monarch hay là trong từ echo, mechanic hay là trong từ chaos. CH của đồ phim là sh trong các từ như là machine, chef. Ngoài ra là đồ phim là sh trong từ shoot, Chicago hay ở một số từ khác nữa như là mustache hay là parachute. Tiếp theo trong video ngày hôm nay,
Cô cũng muốn giới thiệu cho em quy tắc phát âm S vì chắc chắn giọng này sẽ là giọng bài có trong đề thi. S sẽ được phát âm là S, S, nếu tận cùng là các âm K, T, P. Tất cả những âm này đều là âm vô thanh, thì khi mà S tận cùng là âm trước nó là âm vô thanh và cái từ đó tận cùng là âm vô thanh thì chúng ta phát âm là S. S của cách đẹp tiếp theo là đọc là is hoặc là z. Trong các từ tận cùng là x, sh, z, z. Ví dụ như là glasses, washes, flexes, gorgeous. Đó. Một cách khác nữa đó là s được phát âm là z, ngoại trừ trường hợp trên, tức là sau đó tận cùng là các phụ âm còn lại và các nguyên âm khác. Ví dụ như là b, v, d, g, ơ, a và e. Đó, thì các em lưu ý cho cô là s có ba phát âm, đầu tiên là s, hai là is, is, glasses, và cách thứ ba là z. Lưu ý cho cô là se ở cuối từ thường là phát âm là s hoặc là z. Se được phát âm là s trong các từ như sau: nurse, mouse, sense, condense, promise, propose. S được phát âm là z sau một số từ như sau, ví dụ như là rise, noise, vase. Tùy vào trường hợp cụ thể thì se sẽ được đọc là s hoặc z. Cô cho các em thêm một ví dụ nhé. E sẽ đọc là S trong một số từ như sau. Ví dụ như là base, lose, increase, horse. Với SE đọc là Z với một số từ như là raise, lose, please, cause. Đó, thì các em lưu ý cho cô một số trường này để khi làm bài thi chúng ta cũng biết cách để mà lựa chọn nhé. SE còn đọc là S hoặc Z phụ thuộc vào từ loại nữa. Ví dụ như close thì sẽ được đọc là S, use. Close là tính từ sẽ đọc là S. Còn close động từ sẽ đọc là close, là Z. Dự như you là danh từ sẽ đọc là use, nhưng you là động từ sẽ đọc là use. Các em đã nhớ hết quy tắc về phát âm SE chưa nhỉ? Phát âm SE, phát âm S đấy nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến phần tiếp theo, đó là phát âm ED. ED sẽ đọc là it sau t và d. ED sẽ phát âm là t sau các âm như sau: t, k, p, s, sh, k, s. Ví dụ một số từ được phát âm là T như là watched, booked, stopped, fixed. ED sẽ phát âm là D sau các nguyên âm như là m, l, b, k, r, n. Đó, thì sau những phiên âm sau các nguyên âm như vậy thì các em cần phải biết là ED sẽ là D. Vậy thì chốt lại, ED chúng ta có 3 cách đọc. Đầu tiên là e, sau là t, và cuối cùng là d. Lưu ý nhé, sẽ có một vài trường hợp là tính từ đặc biệt sẽ được phát âm là ed. Ví dụ như là cô đây có từ naked. Tiếp theo thì cô có từ crooked. Từ số 3 là rocket. Từ tiếp theo là learned. Và từ cuối cùng là beloved. Một vài trạng từ cũng có tận cùng đọc là it như sau. Từ thứ nhất là deservedly. Từ thứ hai là supposedly. Từ tiếp theo là markedly. Và từ cuối cùng là allegedly. Vậy thì các em lưu ý cho cô một số trạng từ có tính từ đặc biệt này.
để khi làm bài thi chúng ta cũng biết cái cách phát âm của nó và lựa chọn đáp án chính xác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về silent consonants. Đó là những phụ âm câm, ví dụ như là b thì thường câm sau âm m, ví dụ như là clam, dumb, và thường câm trước âm t, ví dụ như là doubt, debt. Tiếp âm c thì thường câm trước k, ví dụ như là like. Thỉnh thoảng nó sẽ bị câm sau chữ s, ví dụ như là since hay là science. Âm d thì thường câm sau những từ sau, ví dụ như là handsome, grandchildren, Wednesday, handkerchief, handkerchief. Ok, về âm g nó sẽ thường câm trước những từ như sau, nghĩa là đứng trước n này, ví dụ như là khi nó đứng cạnh n, đứng sau nó là n này, ví dụ như là Nash. Và g cũng thường câm trước n m khi n m đứng cuối từ, ví dụ như là sign hoặc paradigm. Âm gh thì thường câm sau i, đó là ví dụ như trong một số từ như là sigh, sight hay là high. Âm k thì thường câm trước n, ví dụ như là knife, knee. Âm h thì thường câm trong một số từ như là honest, hour, honor, vehicle hay là exhaust. Âm l thường câm trong một số từ như là good hay là truck. Âm n thường câm sau m, ví dụ như là column, dam, autumn. Âm v kép thì thường câm trước các cái từ như là r, ví dụ như là wrong, right. Âm h thì thường câm trong một số từ như là who, whole. Thì đó là những cái lưu ý với những cái âm câm mà các em cần phải để ý để khi làm bài chúng ta không bị nhầm nhé. Rất nhiều bạn là bị nhầm, có thể là các bạn ý không có biết trường đặc biệt này và hay đọc là honest, ví dụ như trong từ này. Đây. Nhưng không, âm h ở đây bị câm và phải đọc honest thì sẽ dẫn đến trường mà các em bị làm bài sai. Vì thế nên các em cần phải cẩn trọng hơn trong việc nốt lại những cái lưu ý về âm câm này nhé. Vậy thì tổng hợp lại bài ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi qua một số cách phát âm của các consonants là phụ âm rồi đúng không? Và cũng đưa cho các em một cách phát âm S. S thì có 3 cách phát âm, đó là S, Z hoặc là S, EZ hoặc là Z. Ok, và cũng đưa cho các em một số ví dụ về cách phát âm từ S ở cuối từ đây rồi. Các em hãy nhớ lưu lại hoặc nhớ ghi lại để làm bài thi chúng ta tránh nhầm lẫn nhé. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cũng được học về cách phát âm đuôi ED. ED ba cách phát âm đó là it, t và d. Thì đây cô đã liệt kê rất rõ cho các em rồi. Những khi nào trường nào đọc là ED, khi nào đọc là t, khi nào đọc là d thì các em cũng cần ghi nhớ lại cho cô. Và nhớ nốt lại cho cô một số tính từ và trạng từ nó bất quy tắc. Nó đọc là phát âm cuối là ED để khi chọn bài làm bài thi chúng ta cũng không bị nhầm lẫn. Ngoài ra thì vừa rồi cô và các em cũng đã đi qua một số ví dụ về silent consonants là phụ âm câm và các em cũng cần lưu ý điều này cho cô. Và trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Trong video tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn các em cùng nhau đọc về nguyên âm và thêm một chút về trọng âm từ nữa. Còn bây giờ thì cô rất là cảm ơn các em đã đón xem và hẹn gặp lại các em trong video lần sau nhé.